À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 27, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 28 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. À, thì đi vào với nội dung ngày hôm nay, đầu tiên là đánh giá về thị trường chung. Các anh chị có thấy phiên hôm nay là một phiên mà thị trường mua vào khá là mạnh, đúng không? VN Index là tăng 2,3% với khối lượng lớn. VN30 là tăng 2,3% với khối lượng lớn, đúng không ạ? cái Index và app Index tiếp tục là vượt những cái đỉnh cũ thì như vậy thị trường như vậy chúng ta thấy rằng thị trường vẫn trong một cái xu hướng lên anh chị nhé các anh chị có thể trở lại ngày hôm qua video ngày hôm qua thì mình cũng nhận định kể cả hai ba ngày hôm trước thì mình đều nhận định là khi mà thị trường nó đi ngang như thế này này mà viên 30 có thể là chạm cái đường trung bình mà 20 đúng không? thì mình vẫn có một cái góc nhìn khá là trung lập và tích cực với thị trường đúng không lúc đó chúng ta đang đưa ra cái nhận định là thị trường trong xu sideways tuy nhiên là với cái phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục củng cố cho cái nhận định thị trường xu hướng đi lên đấy chị nhé, thì nó không hề xung đột với các cái nhận định của chúng ta những cái phiên ngày hôm trước đúng không ạ, rất là tích cực. À, nếu nói về kiểu hình, tức là anh chị mình đang nói về cái điểm số này và khối lượng này thì anh chị sẽ thấy nó giống như là một cái phiên bùng nổ theo đà, hay gọi là một phiên lấy đà của william O'Neil. tuy nhiên nó không đúng với mặt bản chất nhé anh chị nhé. trong cái giai đoạn này này, chúng ta không cần tìm cái ngày đó nhé, không cần tìm cái ngày mà có tăng điểm với cái phần trăm lớn cũng như khối lượng lớn chúng ta không cần điều đó nhé cái ngày bùng nổ theo đà nó chỉ phù hợp khi mà có có một cái nhịp rơi này cái nhịp rút bỏ này đúng không và thị trường thấy được cái đáy ngắn hạn và trong vòng từ phiên 3 đến phiên số 10 nó hình thành một cái phiên bùng nổ như vậy gọi bùng nổ theo đà tuy nhiên ở đây thì thị trường vẫn xu xuống lên mà đúng không các anh chị thấy trong tất cả những cái video nhận định của thao chứng khoán thì mình đều nhận định là thị trường trong cái hướng lên trong suốt giai đoạn này đúng không chỉ có một vài phiên này mình chia sẻ là có cái sự phân phối nhưng đây là phân phối của nhỏ lẻ là bởi vì họ chốt lời họ mua ở đây họ chốt lời ở đây đúng không thì họ sẽ phải có những cái sự phân phối và có những cái sự rũ bỏ những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sau đó thị trường mới đi lên được đúng không thì như vậy nó cũng hoàn toàn phù hợp với các cái nhận định trước của chúng ta nhưng anh chị nhé nó không có xung đột gì cả và với cái xu hướng thị trường như thế này với các cái đặc điểm như ngày phiên ngày hôm nay thì chúng ta vẫn nhận định là thị trường trong một cái xu hướng lên anh chị nhá xu hướng lên cũng khá là tích cực anh chị có thể tham khảo cái chỉ số mà cái chỉ số mà mà số lượng cổ phiếu tốt á, thì hôm nay thấy khi mà thị trường tốt như vậy thì số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra khá là nhiều lên đến 389 cổ phiếu rồi anh chị nhé rất là lớn và điểm số tăng mạnh tăng 1,5 phần bình quân của các cái cổ phiếu của thanh khoản đây là các cái dòng mạnh này à, bình quân của điểm số mình đang xét cái ngày gốc là ngày 18 tháng 10 nhé mình đang xét cái ngày gốc là ngày 18 tháng 10 tức là cái ngày 18 tháng 10 ấy, nó là cái đỉnh nó là cái đỉnh của, của cả cái đoạn này anh chị nhé tất nhiên phiên ngày hôm nay thì nó mua vào mạnh thì nó vượt cái đỉnh này rồi tuy nhiên như đến hết ngày hôm qua thì trong suốt cái giai đoạn từ ngày 11 tháng 10 cho đến ngày hôm qua là ngày 26 tháng 10 thì cái ngày 18 tháng 10 nó là cái ngày đỉnh nha nó là ngày đỉnh thì chúng ta tham chiếu vào đó để chúng ta đánh giá độ mạnh yếu của thị trường chị nhé thì uh, đây là các cái nhóm mang ngành mạnh nếu anh chị đang, đang nắm giữ những cổ phiếu bùng nổ các cổ phiếu chạy thì nhóm ngành mạnh có thể thấy là ví dụ như các cái dòng như điện này hỗ trợ kinh doanh này xây dựng xây lắp này cái cách phân ngành là theo ami theo 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 fan anh chị nhé bất động sản nhé nông sản hóa chất dịch cũng vận tài này đây là những cái dòng khá mạnh này một số cái dòng khác thì nó yếu hơn nên anh chị thấy có việc có thể thấy như phía dưới phía dưới này yếu hơn thị trường chung thì các anh chị hoàn toàn vẫn có thể mua các cổ phiếu kiệt vôn tích lũy được nếu mà hình mẫu nó đẹp đúng không ạ những cái dòng như kiểu là khai thác than này đúng không thép này Ngân hàng này thì nó đang yếu hơn thị trường chung nhé. Nó yếu hơn thị trường chung thì có thể là chúng ta cần quan sát đối với những cái dòng mà tích lũy chặt chẽ, đẹp, đúng không ạ? Còn nó yếu hơn thị trường chung này không có nghĩa là nó rơi nhé. Tức là nó chỉ có ý nghĩa là đây nó chưa bắt đầu chạy thôi, anh chị nhé. Thì chúng ta nếu mà đang nắm giữ cổ phiếu thì tốt nhất nó nằm ở phía trên này thì đẹp hơn, đúng không ạ? Còn các chị mua cổ phiếu kiro thì có chọn trong nhóm này. Đó, đó là những nguyên nguyên tắc là như vậy thì cái file Excel này thì hàng ngày thì mình đều gửi cho các anh chị ở trong nhóm VIP các anh chị nào mà không trong nhóm VIP á, thì vui lòng là like và share cái video sau đó inbox cho mình qua Zalo thì mình sẽ tặng các anh chị cái file này nhé cái file này thì thực ra thì mà nói thì nếu mà đối với anh chị mới á, thì có thể chưa quen thì dùng nó sẽ có những cái khó nhưng mà đối với những cái anh chị mà mà đã học cái khóa học chuyên sâu của mình rồi á hoặc là anh chị mà theo dõi một thời gian á, thì thấy cái file này nó khá là đơn giản và nó hiệu quả đấy Chị có thể nhìn thấy các cái thông tin Ví dụ như là cổ phiếu bùng nổ trong phiên hay không Có phải cổ phiếu mạnh hay không Cổ phiếu tốt hay không đúng không Có kiệt khối lượng hay không Và các cái điểm mua như thế nào Đúng không mạnh hơn hay yếu hơn thị trường chung Thì các anh chị có thể thấy so với cái ngày mà Mà chúng ta xét này này Ngày 18 tháng 10 này Hôm nay 27 tháng 10 này, Đấy thì các anh chị thấy này là thay đổi so với cái ngày 18 tháng 10 đúng không Còn đây là cả ngày Bình quân nhé chị nhé à, Thì uh, Tiếp theo là đi vào cái 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 số lượng cái cái cổ phiếu bùng nổ của phiên ngày hôm nay các chị thấy là đây là các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay này cổ phiếu bùng nổ hôm nay cũng khá là nhiều nhé nó ở bán lẻ tổng hợp này bất động sản này đúng không? dịch vụ vận tải này hóa chất cơ bản này một số cổ phiếu ngân hàng nhé và thiết bị vật liệu xây dựng này có cổ phiếu dầu khí này đúng không xây dựng này thì đây là những cái cổ phiếu bùng nổ thì hôm nay những cái cổ phiếu nào cho cái điểm mua cho điểm mua vượt nền thì chị có thấy đây là những cái cổ phiếu này À trước khi đi vào ngày hôm nay thì anh chị có thể nhìn một chút đến cái cái các cổ phiếu ngày hôm qua nhé. Ngày hôm qua chúng ta có Hôm qua chúng ta nhận tìm được ba cái cổ phiếu bùng nổ đúng không? Để ngày 26 hôm qua này, đây là ngày hôm qua nhé. Thì anh chị thấy này. Đấy TV2, SGP và ANV thì đều là hôm nay cũng khá là ổn đúng không? Đây là ngày hôm qua nhé, đúng không Và cái cổ phiếu kiệt vốn ngày hôm qua thì hôm nay hình như chạy rất là tốt đúng không anh chị? Ví dụ như là FRT là hôm nay trần luôn từ sáng này. Đúng không? Hôm qua các anh chị thấy đây. FRT đây là cổ phiếu trần luôn đúng không hôm nay là một điểm mua ngày hôm nay đấy hôm nay là điểm mua vùng nổ như hôm qua nó là điểm mua kiệt vô nhé đúng không vst dòng chứng khoán hôm nay nổ rất là tốt đúng không ạ fmc và smc thì mình chưa xem fmc này. đấy ok nhé đúng không hôm qua là sẽ cao thôi fmc fmc cũng ok nhé fmc đấy nhé thì đây là cổ ngày hôm qua mình thấy khá là ổn nhé bởi vì thị trường khi nó tốt thì nó rất là dễ nó chạy còn với ngày hôm nay thì ngày 27 nhá Là nhận định cho ngày mai là ngày 28 Thế thì Đây là cổ, phiếu cho để mua vùng nổ ngay này khá là nhiều này Các anh chị thấy FRT, KBC, này, FPLC này FRT đúng không? FRT này Đấy Hôm qua là để mua kiệt vôn đúng không ạ? Thì hôm nay nó để mua vùng nổ Thì nếu hôm qua anh chị nào mà mua ở Kiệt vôn thì hôm nay là mua gia tăng Mình nghĩ rất là hợp lý đúng không? FRT, KBC Đây KBC để mua vùng nổ vấn nền này, này đúng không? tiếp theo là gì nhỉ? PLC và DPL là PLC đây. Cái nhìn thì đây điểm mù nổi nhất. Thực tế cái điểm này chúng ta có bắt đầu quan sát rồi này. Thực tế có thể điểm này có thể mua được nhé. Nhưng mình kỳ vọng cái điểm này này nó sẽ có khối lượng hơn nữa và nó vượt qua cái đỉnh này thì nó sẽ tốt hơn đúng không ạ? Tuy nhiên là cái điểm này này sau đấy thì nó lại có một cái upthrust này. Xong nó có một phiên test. Nó test cái lực bán ra đúng không ạ? Xong nó rút chân lên thì hôm nay nó lại mua lại luôn. Thì như vậy khá là ổn đúng không? PDR này, PDR. À, DPR chứ nhỉ. Cao su đồng phú. Đây thì anh chị thấy đây, này để mua vùng nổ này. Khối lượng thì không phải quá cao nhưng mà như thế này là cũng đạt yêu cầu anh chị nhé bởi vì nó khá là kiệt vốn. CTP gas và PVS. CTP này. Đấy, đây phía phiếu mô vùng nổ anh chị nhé, CTP này. Đúng không? Gas này. Gas này ok nhé đúng không? Đây là nền một này. Đây là một cái nhịp mà nó nghỉ này, đúng không? Đây nền hai các anh chị thấy này. Rồi, thì đây là một điểm vùng nổi nhé PVS này đúng không PVS này cũng điểm vùng nổi ngày hôm nay nhé đúng không? PVS HT1 này đấy hôm nay điểm vùng nổi nhé HT1 này chị thấy HT1 thì khối lượng hơi yếu một chút nhưng mà như thế này cũng đạt nhé bởi vì nó khá là kiệt vôn này thì những cái phiên này là những cái phiên test cái lực bán ra này đúng không ạ đấy PVT Okay, anh chị nhé PVT thì hôm nay khối lượng hơi kiệt hơi, 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 hơi thấp một chút nhưng mà nó có những cái phiên như này nó thể hiện là khá là tích cực nhé đó thì hôm nay cái số lượng cổ phiếu cho cái điểm mua vùng nổ khá là nhiều thực ra còn nhiều hơn như đây mình chọn cho các anh chị có 9 cổ phiếu thôi tất nhiên là khi mua thì các anh chị không phải là mua cả 9 cổ phiếu này các anh chị có thể tùy khẩu vị của các anh chị đúng không hoặc là các anh chị quen thuộc với cổ phiếu nào hoặc là các anh chị am hiểu phân tích cơ bản của cổ phiếu nào hơn thì anh chị có thể tham gia nhé nhưng đây là về nguyên tắc của của Kesslim tức là mình phải giải thích là như này tất cả 99,99 ,99 các cổ phiếu mà thành công thì đều phải có một cái điều mua bùng nổ tất nhiên là không phải 100% các cổ phiếu bùng nổ đều chạy một các cổ phiếu bùng nổ vượt nền chỉ có 50% các cổ phiếu chạy thôi và nếu anh chị mà mua được cái 50% chọn được 50% xác suất trong đầu tư chứng khoán đó là một con số mà có thể giúp anh chị thực sự là có thể kiếm tiền rất là dễ dàng trong thị trường chứng khoán đúng không nếu mà các anh chị mua 10 lần Đúng không? mà các anh chị đúng 5 lần, đúng không? Mà sai 5 lần. Và nếu đúng thì các anh chị được từ 20 cho đến 30%. Và nếu sai thì các anh chị có thể mất 3%, 5%, tối đa là 7%, đúng không? Vậy thì mình hỏi các anh chị là nếu các anh chị đúng 5 lần và sai 5 lần thì có phải là hoàn toàn là chúng ta hoàn toàn có cái tỷ suất lợi nhuận đúng không ạ? Chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận, đúng không? Do vậy cái nguyên tắc của mình chia sẻ với các anh chị ạ các anh chị có thể dở lại các cái bản tin hàng ngày của 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 chứng khoán nhé thì các chị có thể thấy là hàng ngày mình vẫn phân tích một cái cách phân tích như thế này có thể là anh chị nhìn thấy nó là đơn giản đúng không có thể các anh chị thấy nó không có có cái tính tài chính nhiều nhưng mà đây nó sẽ là một cái cách phân tích mà cho anh chị cái cái việc giao dịch cái kết quả giao dịch nó là có cái sự ổn định nhất và mình khẳng định là nó sẽ có cái hiệu suất gần như là cao nhất mình khẳng định với các anh chị anh chị đấy nhá có nhiều anh chị có thể mua một lần hai lần mà dính ngay sai ở đây này là các anh chị bỏ cuộc luôn các anh chị thiếu các anh chị bỏ bỏ cái, cái sự kiên nhẫn của mình luôn đúng không và sau đó thì nó lại đúng đúng không ạ cho nên là khi mà làm kênh thì mình mới hiểu là thực tế mà để mà chiến thắng trên thị trường chứng khoán này này thì chúng ta cần phải lì đòi một chút phải dũng cảm một chút đúng không ạ và chúng ta phải chấp nhận một cái tỷ lệ sai và đúng đúng không chúng ta không phải là nhà, nhà tiên tiên tri chúng ta không thể đúng 100 được chúng ta thậm chí các anh chị không không cần phải đúng 5 lần đâu các anh chị chỉ cần đúng 4 lần thôi đúng không các anh chị sai 6 lần đây đúng không nhưng nếu đúng thì các anh chị có cái lợi nhuận từ 20 đến 30 phần trăm mà sai thì các anh chị có thể lỗ 3 năm hoặc 7 phần trăm thì ở đây cũng có thể cho anh chị một cái một cái khoản lợi nhuận rồi nhé thì đó là cách tiếp cận của mình như thế nó đơn giản nó ổn định nó logic đúng không và nó cho chúng ta một cái tỷ lệ xác suất rất là cao rất là ổn định thì đó là cái mình chia sẻ với các anh chị đó, tiếp theo là cái số lượng cái cái cổ phiếu kiệt vôn thì các anh chị thấy hôm nay thì mình có đưa ra mấy ba cổ phiếu là PSD này SGT và BVS lúc chiều thì có nhắn cho các anh chị cả cổ phiếu CMG nữa cổ phiếu CMG nó cũng rất là kiệt vôn đấy nhé cổ phiếu CMG này cũng khá là kiệt vôn nhưng mà hôm nay khối lượng nó có sự gia tăng rồi do vậy mình cho ra khỏi danh sách nhưng mà CMG là cổ phiếu khá đẹp anh chị nhé đây là khá đẹp đấy, đây là các cái cửa test lại này Đấy, nhé, cũng khá đẹp đấy Mình thấy CMG này là đẹp, nhé Tiếp theo là có PSD này PSD này, đấy, thì anh chị thấy là phiên uh, Đây là những cái phiên mà danh giới với pha, pha C này, đúng không? Sau đó thì tiếp tục nó rũ này, đúng không ạ? Thì chị thấy là có thể những cái phiên như thế này Nó sẽ là bản chất, nó sẽ hình thành những cái pha C ở đây này đúng không bởi vì đây nếu đây xong nó đã chạy đâu nó lại trở về test lại cái vùng hỗ trợ mà đúng không ạ thì các anh chị thấy khi mà phía này, này nó bật cho nó test lại phía này với khối lượng thấp như thế này thì vẫn là đẹp nhé và đạt nhé tiếp theo là BVS BVS là chứng khoán đúng không ạ BVS đây BVS này thì đây là đây là đây là spring này đúng không anh chị đây phía này là test lại phía này này Đấy, thì hôm nay lại rút xuống kéo lên rút cho lên như này là cũng đẹp nhé thì có ba cổ phiếu mình nghĩ có thể mua kiệt vô được anh chị nhé CMG, VSD và PVS đấy anh chị nhé thì anh chị lưu ý để 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 SGT nữa SGT SGT nhé SGT thì đây giúp bỏ này đây là chính là phát C luôn này phiên này qua rũ không có khối lượng đúng không ạ rất là đẹp như này đẹp nhé đấy anh chị nhé. thì có thể mai nó test lại thì anh chị mua thì mình nghĩ là rất là ổn thì đó là các cổ phiếu trong cái ngày hôm nay thì để đánh giá về các cái thị trường và các cái nhóm ngành hay còn gọi là review lại các cổ phiếu theo yêu cầu đúng không anh chị thì các anh chị hay quan tâm đến một số cái nhóm ngành thì hôm nay mình cũng sẽ đi một số nhóm ngành thôi Ví dụ hôm qua là mình sẽ đi về một số nhóm ngành rồi thì hôm nay mình sẽ không đi chi tiết với nhóm đấy mà mình chuyển qua cái nhóm mới nhé mình chọn theo nhóm này chọn cổ phiếu mạnh nhất này chọn cổ phiếu tốt nhất này chọn tăng điểm nhiều nhất này các bạn đấy thì chị thấy có bán lẻ tổng hợp là khá là tích cực nhé FRT này lên nằm giữ này ok này TGW nhé cũng chưa vượt đỉnh đâu nhưng mà khối lượng vào tốt này đúng không ok nhé đấy lẻ pet thế này đây là bản chất nó là một cái tạo thêm một cái spring anh chị nhé nó chưa vượt nền đâu nhưng mà như thế này là đẹp này chị nhé đấy khá là ổn thì di động ok này đấy thì đây là những cái phiên mà khối lượng kiệt vô này anh chị nhé Đấy. PSD ok nói nói rồi đúng không? Ừ, như này này, chạy một nhịp này. Giúp bỏ giúp chân lên này, như này là ok nhá. Bất động sản này thì mạnh rồi đúng không? Bất động sản là khá nhiều cổ mạnh rồi các anh chị thấy này đúng không? ITC thì cứ ngon quá ngon đúng không? Cứ nắm giữ thôi. HLD đúng không? Mua ở đây bùng nổ vấn nền này, cứ chạy nắm giữ thôi. Và tiếp đây thì bùng nổ vấn nền này. TTC này đúng không? Các anh chị nắm giữ ok này. Đấy, như này ok này. C3 nó là bao cung nhé như đây là điểm vùng vượt nền đấy nhé nhà từ liêm đúng không anh chị thấy đây là các điểm mua vùng nổ này đấy thì ok nhé các anh chị nắm những cổ phiếu này thì rất là ok rồi mình sẽ không mua đuổi vượt quá nền 5% phần anh chị nhé sẽ không mua đuổi vượt quá nền 5% đây đấy, ok này đúng không đây đi để mua vùng nổ này rút chân lên này tiếp tục rút lên này KPC thì mình để mua một nộp nay rồi nhé Nói chung là ok đấy nhé Nói chung là bất động sản khá là đẹp Đối với cổ phiếu Hỗ trợ kinh doanh nhé Thì có TV2 ok hôm qua để mua một nổ nhé anh chị nhé Ok đúng không STA ok nhé Cổ phiếu này chưa chạy nhé Cổ phiếu này khối lượng đang gia tăng lại của Pan này Phần cứng phần mềm đúng không đó, oh, văn này thì đang kiệt vôn nhé, đang kiệt vôn chờ thêm. ITD, ITD này thì đây là một, một nền này, đây là một nền đây rũ xuống này. Thì cái này chúng ta quan sát xem nếu nó cân bằng được thì vẫn có thể vào được anh chị nhé, quan sát thêm. Quan sát thêm, như khối lượng nó hơi cao đấy. Đó, CMG nhé, CMG thì cổ phiếu kiệt vôn nhé. SGT ok nhé, rút bỏ đúng không, rút chân lên nhé chứng khoán này đang chạy này đúng không cái anh chị thấy này. ok nhé chứng khoán này mà bé ok nhé đây là đây là những cái dây giới pha xe thôi đây là, đây là, những cái spring anh chị nhé đấy như này, này. mai test lại thì mua được anh chị nhé tương như này nó là khi spring như này nó là một sos rồi hôm nay mua vào cổ phượng như này là một sos nha thì đối với dòng chứng khoán mình thấy cũng khá là tích cực nha anh chị nhé khá là tích cực dịch vụ vận tải nhá đấy TCD đang chạy này đúng không chỉ thấy nó bung nổ vấn đề nó cứ nó chạy thôi đúng không đấy, MAC, MAC thì MAC thì nó đang trong nền nhé nó trong nền khối lượng rồi có khối lượng này nhưng mà cái lực mua lại không mạnh là bởi vì ở đây có cái lực bán ra nó khá là nhiều nó được hấp thụ trong này đúng không ạ thế cổ phiếu này thì bình thường VSC VSC thì sau một nhịp rũ này đúng không nó sẽ kéo lên cổ phiếu này thì khả năng nó sẽ tích lũy thêm một vùng này anh chị nhé nó sẽ tích lũy thêm một vùng kháng cự trước nhé tiếp theo mình sẽ đi cái dòng hóa mà... chất chuyên dụng này đi đúng không last này đang chạy ok này đều nổ này đúng không chị thấy nó chạy như này ok nhé không phải nghĩ nhiều đúng không cổ phiếu của rất nhiều bạn nhé mình thấy các bạn ôm cổ phiếu lỗ thì rất dễ nhưng mà ôm cổ phiếu lãi rất khó đúng không các bạn cứ đi tìm hàng ngày tìm hiểu thông tin là tại sao nó lên như thế đúng không xong các bạn hỏi an, mình đã bảo rồi những cổ phiếu nó chạy nó cứ trên ma 10 không gặp vấn đề gì không tạo thành áp thấp thì các anh chị cứ ôm chặt nắm giữ cổ phiếu không phải nghĩ gì nhiều đúng không các anh chị càng nghĩ nhiều càng đọc nhiều lại càng nhanh bán cổ phiếu đúng không ạ đó BVM vẫn ok nhé mà trên mà 10 khối lượng kiệt như này thì chứng tỏ nó đã cần thêm một chút thời gian để nó tích lũy ở đây xong nó chạy đúng không ạ ok nhé hôm nay là điểm test lại hôm nay là test lại phía này nhé khối lượng thấp nói chung là ok nhé ngân hàng này thì có mỗi EVF chạy này OCB chạy này nói là cổ phiếu khiếu phát thì chưa chạy nhé một số cổ phiếu đang xu xuống thì dòng ngân hàng nó yếu hơn đấy nhé không phải thận trọng Chạm chào nhanh chị nhân hoặc chỉ được một số cổ phiếu thôi Rất rất khí đốt này khác ngon ok này đúng không ạ để mua bùng nổ này PGS ok này nắm giữ ok nhé như này nắm giữ ok nhé anh chị nhé ok thép nhé này, MC ok này. TNS ok này. NKG ok nhé, nó vẫn đang chạy nhé ITQ nhá, ITQ thì đang kiệt vôn ở vùng trên của 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 kháng cự nhé, thì khả năng tiếp thêm ở đây. TVN TVN khối lượng đang kiệt dần nhé anh chị nhé, Hơi lỏng một chút đúng không? Nhưng mà nó vẫn trên MA10. Nói chung là vẫn ok chị nhé, các cái cổ phiếu thì vẫn ok dưới vật liệu xây dựng này có nhiều cổ phiếu đẹp này, ví dụ VTV chạy này, đúng không, NTB này ok này FIC này đúng không Nói chung là cũng ổn đấy chị nhé, nói chung thị trường ổn Số dòng cổ phiếu mà chúng ta cũng hay quan tâm thì cũng ổn đúng không à, Thép thì khá là ổn đúng không Trong đó dòng ngân hàng thì hơi yếu Hơi yếu đúng không, chứng khoán thì ổn đúng không anh chị, đấy thì đó là những cái mà mình quan sát cũng chia sẻ với các anh chị về các cái 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 thứ nhất là cái quan điểm đầu tư cách thức đầu tư này thứ hai là cái việc mà chúng ta nên để bị rũ bỏ đúng không nếu cổ phiếu chúng ta, ta chọn sai thì chúng ta nên để bị rũ bỏ đúng không ạ à, chúng ta chọn 10 cổ phiếu chúng ta chỉ cần đúng bốn cổ phiếu thôi chúng ta sai 6 cũng được đúng không ạ với điều kiện là cái bốn của chúng ta sẽ phải mang lợi nhuận cho chúng ta từ 20 đến 30 phần trăm và cái sai 6 đấy sẽ cho chúng ta lỗ đâu đó khoảng từ 3 phần trăm đến 5 phần trăm đúng không mình nghĩ như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia một cái cái game đúng không, gọi là một cái game đi một cái game về tài chính đó là chứng khoán đúng không có khả năng giành chiến thắng đúng không ạ ok thì à, các anh chị em mà có những cái yêu cầu giải đáp về cổ phiếu nào thì vui lòng comment ở dưới video nhé thì mình sẽ làm các cái video giải đáp hoặc là mình sẽ, sẽ 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 trả lời ở đó thì hy vọng là với những cái sự chia sẻ ở đây thì phần nào sẽ giúp anh chị trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình nhé anh chị nhé phải xe này thì các anh chị chỉ tìm là những cổ phiếu nó mạnh nhất nếu các cổ phiếu của anh chị nằm trong này này. Thì là ok nhé. Không phải nghĩ nhiều. Đúng không ạ? Chỉ cần nằm trong nhóm MA10 này là đã ổn rồi nhé. MA10 là đã ổn lắm rồi. Đấy thì các anh chị sẽ ok thôi. Đó thì các anh chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ giá chứng khoán. Ok. Chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị sau. Chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn. Cảm ơn các anh chị.